Biến thái. Giữa ban ngày ban mặt mà anh dám giở trò sàm sỡ tôi như thế à? Đê tiện. Cái cô này vô lý thật đấy. Này, anh định đi đâu ấy? Bạn này có tờ giấy dính ở trên quần chị, anh nhặt hộ thôi ạ. Thế là tôi hiểu lầm anh ta à? Thì ra là cô à? Là tôi đấy thì sao? Anh định làm gì tôi à? Tôi không tin là anh dám làm gì tôi đâu. Tôi sẽ hét lên đấy. Nào, giỏi thì hét lên đi. Biến thái, tránh xa tôi ra. Anh mà dở trò gì, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Cái gì mà dở trò? Này, tôi không có rảnh để mà dở trò với cô nhá. Cô đang tưởng tượng cái gì đấy à? Cỡ như cô ấy, không có vé lọt vào mắt tôi đâu. Anh nghĩ là mình cao quý lắm à? Nhìn là biết là cái thể loại ích kỷ, có mỗi cái chuyện còn con cũng để bụng, định đến đây để trả thù tôi chứ gì. Cái gì mà trả thù nữa vậy? Cô đang tưởng tượng cái quái gì đấy à? Không trả thù đến đây làm gì? Tôi không phải là cái đứa nhỏ mọn để mà giận mấy chuyện không đâu. Tôi mới mua nhà ở đây, nhà tôi đây này. Hôm nay tôi đi quanh đây là để chào hỏi mọi người. Anh mua nhà ở đây á? Đúng vậy. Rất vui khi mà được làm hàng xóm của cô. Còn tôi rất không vui khi được làm hàng xóm với anh. Đừng có làm phiền tôi nữa. Rồi ạ, ngày đầu đi xin việc đã đến muộn rồi. Xấu hổ quá à. Ồ, trái đất này tròn thật đấy. Lại gặp cô nữa rồi. Sao anh lại ở đây? Cô đến đây để xin việc hả? Tôi đến đây làm gì thì kệ tôi, liên quan đến anh. Anh cứ làm như anh là giám đốc của công ty này. Tôi thấy là cô có vẻ hợp làm thầy bói hơn đấy. Đúng, tôi là giám đốc của công ty này. Dọa rồi đấy à? Anh mà là giám đốc ấy thì tôi là tổng giám đốc. Thôi em đừng căng thẳng, tránh ra tôi đi đi. Ngay. Dạ thưa sếp, em đã hẹn gặp đối tác, bây giờ anh có thể đi rồi ạ. Ừ, được rồi, cảm ơn cô. Anh là giám đốc thật á? Chính xác, tôi chính là giám đốc của công ty này. Nhận hồ sơ của người này và sắp xếp cho cô ấy một vị trí ok một chút nhé. Dạ vâng. Cô đi theo tôi, tôi sắp xếp công việc cho cô. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Không ngờ là hắn lại làm giám đốc của công ty này. Mà sao hắn lại dễ dàng nhận mình vào làm thế nhỉ? Cô hoàn thành nốt đống hồ sơ còn tồn động này. Có gì không hiểu thì hỏi tôi, làm xong thì về. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Biết ngay là chẳng có chuyện tốt thế mà. Rõ ràng hắn trả thù mình. Mình biết làm thế nào bây giờ. Mình rất cần công việc này. Mà đây lại còn là công ty lớn nữa. Mình được vào đây làm, coi như là may mắn. Không biết đến bao giờ mới xong đây. Mệt mỏi quá. Hung hăng như thế mà cũng sợ ma cơ à? Này, ăn đi. Làm việc ở đây là không sướng đâu nhá.
ăn rồi còn có sức mà làm tiếp. Nhưng mà không phải là tôi có ý mua cho cô đâu, mà là vì tôi nuốt không trôi cho nên tôi mới nhờ cô ăn hộ thôi đấy. Anh cứ làm như tôi thèm đồ ăn của anh lắm ý. Sao đấy? Sao tự nhiên em lại giận dỗi cái gì? Có chuyện gì thì phải nói với anh chứ. Anh cứ làm như là lỗi của tôi vậy. Anh làm gì thì anh tự biết. Tôi và anh từ giờ đường anh ấy đi rồi. Đừng có làm phiền tôi nữa. Này, anh không chấp nhận lời chia tay nhá. Bây giờ em phải giải thích rõ cho anh tại sao đi. Được. Vậy để tôi nói cho anh biết. Anh và bạn thân tôi ngủ với nhau mà anh còn đòi yêu tôi. Anh yêu tôi như thế đấy à? Chuyện này em biết rồi à? Cảm ơn anh. Tôi cũng vừa mới biết thôi. Giờ đi cút đi. Em biết rồi ấy thì cũng tốt thôi. Em với Dung là bạn thân của nhau. Trước giờ cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Chia sẻ anh cũng một tí thì có làm sao đâu. Trước giờ em không tính toán gì. Sao bây giờ tự nhiên em thay đổi thế? Anh hốn nạn. Mày, mày dám đánh tao hả? Mày ăn thằng nào? Sao tự nhiên vào đây đánh tao? Tao là ai không quan trọng. Bây giờ, một là mày tự cút, hai là tao sẽ cho người đến khiêng mày về đấy. Cho đi. À, hóa ra đây là thằng bồ của mày à? Mày chỉ là con đàn bà lăng loàn thôi. Mà mày lại có đòi thích tỏ phải thanh cao à? Mày đi rồi à? Hai chúng mày nhớ mặt tao vậy. Sao cô lại cả tôi? Phải để cho tôi dạy cho hắn một bài học chứ. Không cần đâu. Như vậy là được rồi. Đánh hắn sẽ không tốt cho anh đâu. Loại như hắn ấy càng phải dạy cho một bài học. Cảm ơn anh nhé. À, anh có muốn vào trong ngồi một lúc không? Cũng được. Cô uống thế là nhiều rồi, đừng có uống nữa. Tôi không uống thì anh uống. Này, uống đi. Tất cả đàn ông đều đáng ghét như nhau. Trên đời này chẳng có ai là tốt cả. Tại sao trên đời này lại tồn tại đàn ông chứ? Này, tôi không như thế. Cô đứng mà đánh đồng. Hôm đầu tiên anh đã sờ mông tôi rồi mà. Rõ ràng là tôi giúp cô. Cô không cảm ơn thì thôi, lại còn tát tôi nữa. Anh ta, bản thân tôi đều cắm sừng tôi. Tại sao lại như thế chứ? Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc sao? Cô đừng uống nữa. Bảo để tôi uống. Tôi bảo không uống các bạn. Làm cái gì đấy hả? Anh còn hỏi tôi làm gì nữa? Hôm qua anh đã làm gì tôi hả? Làm gì là làm gì? Cô đang tưởng tượng đến đâu rồi? Nhưng mà quần áo của tôi hôm qua... Qua là qua thế nào? Tôi chưa đánh cô là may đấy. Quần áo của tôi
tới hết rồi à? Tôi thuê người giúp việc theo giờ đến, chứ không nghĩ tôi là cái kiểu người lợi dụng lúc người khác say để làm chuyện xấu à? Mà này, sao cô không bao giờ nghĩ tốt cho tôi thế à? Hôm nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, coi như là nghỉ phép, tôi phê duyệt. Linh ơi, tìm hố mà chôn đi. Tôi bảo là hôm nay cô ở nhà nghỉ ngơi cơ mà, sao lại đến công ty làm gì? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Với cả hôm qua sếp đã vất vả cả đêm rồi mà vẫn phải đi làm. Tôi đã không phải làm gì lại còn nghỉ như thế, anh sẽ đánh giá năng lực và trách nhiệm của tôi mất. Chuyện này mà để ai nghe thấy là sẽ nghĩ theo ý khác đấy. Anh là anh Sang, người yêu chị Linh, nhân viên của Hay Online được không? Sao chị My lại sai mình đem hồ sơ xuống đây nhở? Đây là việc của phòng hành chính chứ. Muộn rồi mà. Làm việc chăm chỉ nhờ cô em nhân viên mới. Dạ, em đang cố hoàn thành nốt việc chị giao mà. Chị bảo này, công việc ở công ty ý, thì em cứ để ở công ty làm. Đừng mang việc ở công ty về nhà, mệt người ra đấy. Em tưởng phải mang việc về nhà mới gọi là cống hiến chứ ạ. Sao chị lại nói như thế? Mày còn định giả ngu à? Sách con mới vào công ty mà đã định trèo kéo giám đốc à? Định dùng vốn tự có để thăng tiến à em? Giờ bẩn. Chị My, chị đang nói cái gì đấy? Chị đừng có quá đáng, em không làm gì sai cả. Tao nói cái gì á? Tao quá đáng mày không làm gì sai á? Chính mắt tao sáng nay thấy mày thân mật với giám đốc. Tao làm việc ở công ty 4 năm, đi theo giám đốc 4 năm tao còn không dám đứng sát. Vậy mà một con danh con như mày, mới vào đây 1 tháng đã định cướp của tao á? Mày nghĩ tao bỏ qua cho mày dễ dàng như thế à? Tôi đang không hiểu chị nói gì cả. Tôi và giám đốc chỉ tình cờ ở chung tòa nhà thôi. Anh ấy giúp đỡ tôi, có gì chị có thể hỏi thằng giám đốc. Còn bây giờ muộn rồi, tôi xin phép. Sao? Thế có anh giám đốc rồi, quên luôn anh bạn trai cũ à? Đúng là thứ con gái trơ trẽn dơ bẩn. Đấy, người yêu của anh đấy, tôi giao cho anh, thích làm gì thì làm. Ở đây tôi tắt hết cam rồi, với lại đây là hầm xe, có hết ấy, cũng chả nghe cô ta đâu. Em yêu, hôm qua ấy, em làm anh hơi đau lòng đấy. Em dám để cho thằng khốn này nó đánh anh à? Anh sẽ trả lại em hết. Anh bỏ tôi ra. Sếp à? Sao sếp lại ở đây ạ? Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Tại sao lại để cho người lạ vào công ty của mình, rồi quấy rối nhân viên của tôi như thế hả? Gan cô to thật đấy. Dạ không ạ. Tại em đang đi xuống đây thì hai người là người yêu nên là em mới bắt gặp họ giam díu ở đây cơ ạ, chứ không phải như anh nghĩ đâu ạ. Tôi đừng có mang miệng biện nữa. Không qua mắt nổi tôi đâu. Tôi nói cho cô biết, không có lý do gì mà tự nhiên tôi lên được chức giám đốc như thế này cả. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, từ ngày mai cô nghỉ việc đi. Còn anh đột nhập trái phép vào công ty của tôi, nếu như mà anh còn tiếp tục ở lại đây tôi sẽ bắt anh lên công an để làm việc đấy. Ôi sếp ơi, em xin lỗi sếp mà em không có làm gì đâu ạ. Chỉ tại là rồi em quá yêu anh thôi ạ. Nhưng mà người tôi yêu không phải là cô. Không đi ngay, tôi sẽ gọi bảo vệ đến. Đi. Có sao không? Không sao ạ. Không sao mà lại khóc như thế này à? Thôi rồi, để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi đi nhá. À mà lần sau có chuyện gì nhớ phải gọi cho anh đấy. Nhưng mà em không có số anh. Quên mất là ngày hôm qua lúc mà em đang ngủ say thì anh có lấy điện thoại tự lưu rồi. Anh như là số khẩn cấp, em chỉ cần ấn số 1 là được nhá.
Bình thường ấy thì trông dữ dằn lắm đấy, thế mà hôm nay lại... Thôi nào, để anh đưa em lên phòng. Ơ kìa, không khóc nữa. Đi. Khóc nữa anh sẽ gọi em là đồ bít ướt đấy. Cậu Phương. Anh chào sếp ạ. Cậu đang làm cái trò gì đấy hả? Định biến nơi làm việc thành nơi hẹn hò à? Dạ không phải đâu sếp ạ. Tại vì em... Tôi không có thời gian nghe cô giải thích. Thay vì cái thời gian đi vui chơi, đong đưa thì cô tập trung vào công việc của cô đi. Đừng để tôi nhìn thấy lần thứ hai. Cậu Phương, vào phòng tôi bàn chút việc. Xin lỗi sếp ạ. Sao tay Phương mềm thế? Ước gì tay tôi cũng được như tay Phương. Nếu như mà không còn việc gì nữa, em xin phép ra ngoài. Khoan đã. Đây là tài liệu của dự án mới. Từ bây giờ cho đến 12 giờ đêm, cậu phải đọc hết cho tôi, rồi gửi lại bản tổng kết vào 6 giờ sáng ngày mai. Ok? Dạ vâng, em hiểu rồi sếp. Đã nghiện lại còn ngại. Để xem cậu tránh tôi được bao lâu. Đau gì vậy? À, đau quá. Sếp, có chuyện gì vậy ạ? Đau quá. Ờ. Đau ở đâu ấy à? Em có thể giúp. Phương, cậu biết tôi thích cậu mà. Tại sao cậu không thể đáp lại tình cảm của tôi thế? Sếp làm thế này em... Tại sao? Tôi có gì thua kém con bé Linh đấy chứ? Chuyện tình cảm không được đâu ạ. Tôi mong sếp hiểu cho. Sao đây em? Xe bị gì à? Em cũng không biết nữa, tự dưng không nổ máy được anh ạ. Đây xem cho. Sao nhỉ? Bình thường mấy cái chuyện xe cộ này anh giỏi lắm. Thế nhưng mà hôm nay anh phải chịu rồi. Hay thôi, mang ra hàng sửa đi em. Nhìn cái mặt ngơ ngơ của anh, lấy biết tỏng rồi. Cậu Phương, trưa nay có lịch ăn trưa với đối tác, cậu đi với tôi. Trưa nay có lịch ý ạ? Sao em không biết chị nhỉ? Đến cả hẹn với đối tác, tôi cũng phải xin phép cậu trước à? À không, em không có ý đó ạ. À cô Linh. Dạ. Tí nữa đi cùng chúng tôi luôn. Em ạ. Đối tác hôm nay của chúng ta rất quan trọng. Cô Linh, cô đứng chờ ở đây. Khi nào họ đến thì mời họ vào. Nhớ là không được ngồi và rời vị trí. Nếu mà họ đến không tìm thấy tôi là lỗi của cô đấy. Dạ. Cậu đi đâu? Em thấy Linh đứng kia có vẻ là mệt mỏi và khát nước cho nên em chỉ muốn mang nước cho cô ấy thôi ạ. Không phải mang. Là nhân viên thì phải làm việc là đúng rồi. Kệ cô ta đi. Nào, cầm cốc lên. Cạn ly. Em tưởng là mình đang đợi đối tác mà chị nhỉ? Thì mình cứ uống đi. Khi nào đối tác đến, chúng ta sẽ tiếp sau. Đây có phải là ý đồ của chị không ạ? Chị cố tình đưa Linh đến đây là để sỉ nhục cô ấy và khiến cho cô ấy phải xấu hổ. Cậu đánh giá cô ta hơi cao rồi đấy. Cậu nhìn xem, cô ta vừa nghèo, vừa hèn. Tuổi gì mà so với tôi? Mà tôi phải mất công sỉ nhục làm gì? Vậy chị tạo ra những chuyện này là có ý gì ạ? Vì tôi thích cậu. Phục vụ! Đưa cho đứa ăn xin ở góc kia. Nói là tôi bố thí cho.
chị quá đáng rồi đấy ạ. Được lắm, hết lần này lần khác cậu khiến tôi bẽ mặt vì con nhỏ đấy. Nếu đã như thế thì tôi sẽ khiến con nhỏ đấy biến mất vĩnh viễn. Dạ, sếp của em ạ. Đây là hợp đồng đã được kiểm duyệt, cô tiến hành giao hàng cho khách đi. Nhưng mà hợp đồng này đã được ký và đóng dấu đâu ạ? Chủ tịch đang đi công tác, mà đơn hàng này khách hàng đang cần gấp. Đây là khách VIP ở công ty, chúng ta vẫn thỉnh thoảng giao hàng sớm cho khách hàng ấy thôi. Trong kinh doanh không phải 1 cộng 1 bao giờ cũng bằng 2, mà đôi khi chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau như thế đấy. Dạ, em hiểu rồi ạ. Ừ, hiểu rồi đi làm đi. Vâng ạ. Cô làm việc vô trách nhiệm như thế à? Đơn hàng chưa được ký duyệt mà cô dám giao hàng cho khách hàng, làm thất thoát của công ty hàng tỷ đồng, cô định đền bù thế nào à? Nhưng mà chuyện này là do sếp. Cô được lắm, làm sai còn định đổ vấy cho tôi. Tôi sẽ báo cáo lên sếp tổng. Cô chuẩn bị bán nhà và đền bù đi. Vở kịch hạ màn được rồi đấy. Chị lật mặt nhanh thật đấy chị Ly ạ. Cô bị điên à? Chị nhìn kỹ lại đơn hàng này xem, sếp tôi đã thực sự giao cho khách hay chưa? Hóa đơn giả. Đúng. Vốn dĩ tôi chưa từng giao đơn hàng này cho khách. Hóa đơn này chỉ để lật cái bẫy mà chị định gài tôi thôi. Cô. Đúng. Tôi thừa biết đây là hóa đơn giả. Với kinh nghiệm làm nghề hơn 10 năm của tôi, thì tôi thừa biết cô chưa hề giao hàng mà lập hóa đơn khống để ăn chặn tiền của công ty. Cô mưu mô lắm đấy cô Linh ạ. À. Tôi đúng là không thể ngờ được. Cái lý do vô lý như thế mà chị cũng nghĩ ra được đấy. Về cái đống hóa đơn này, tôi thừa sức kiện cô ra tòa với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty. Phải ngồi tù một gông đấy. Được thôi. Từ từ đã, mình đi như này không hay đâu. Để em quay lại chào chị Ly đã. Được rồi. Sắp tới sẽ có một đơn hàng khống giao đến cho anh. Anh chỉ cần xuất hóa đơn đã nhận hàng là được. Hoa hồng chi cho anh là 20% hóa đơn. Chị cấu kết với người ngoài, trục lợi hàng hóa của công ty, lại còn định đổ tội cho người khác nữa. Tôi đã gửi lên cho sếp tổng rồi. Chị chờ quyết định của công ty đi. Còn danh này, tội lỗi của chị còn chưa hết đâu. Trên công ty thì chị luôn tỏ ra mình là một người phụ nữ độc thân. Còn trên mạng xã hội thì chị không công khai bất cứ một mối quan hệ nào. Nhưng thực tế chị đã có chồng con đầy đủ, vậy mà còn định mùi chài bao nhân viên nam nữa. Ai thuận theo chị thì chị đề đạt, còn không thuận theo thì chị gây khó dễ. Nhân viên nữ thì chị luôn chèn ép làm khó đủ điều. Người như chị không xứng đáng làm sếp của chúng tôi đâu. Còn danh này, tao phải cho mày một trận. Không phải mày muốn nói gì ở nói đâu nhá. Chị định đánh tôi á? Không dễ thế đâu. Tôi luôn nhẫn nhịn, tôn trọng chị, bởi vì chị là sếp của chúng tôi. Nhưng giờ thì thôi đi, chị không xứng đáng. Mà tôi đã gửi tất cả những bằng chứng về việc chị khống giấy tờ cho bố của tôi rồi. À mà khoan, nói vậy cho chị không hiểu đâu nhở. Bố tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Chị chờ bị đuổi việc đi. Cô kia mày đứng lại. Anh Phương. Em có làm sao không? Em giận chị đấy à? Em đừng nghe cô ta nói. Cô ta bịa đặt để chia rẽ tình cảm của chúng mình đấy. Chị thích em là thật mà. Đừng động người tôi. Ghê tởm chị. Một người phụ nữ không đoan chính, một người sếp không công tâm, một nhân viên thiếu trung thực. Tất cả những điều đấy khiến tôi không còn muốn hít chung bầu không khí với chị nữa rồi. Mong chị hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng, tránh xa tôi ra. Anh Phương, anh có làm sao không? Để em đưa anh xuống phòng y tế nhé. Một tuần nữa phải nắm bước sản phẩm, cô nhớ chưa? Dạ vâng, anh cứ yên tâm ạ. Anh chị ơi, giúp em với. Có kẻ cứ bán cho em từ nãy tới giờ ấy ạ. Thôi được rồi, để tôi đưa cô ra đường lớn. Cô có sao không? Em không sao, cảm ơn anh chị ạ. Nhà cô ở đâu?
Để tôi đưa cô về. Sếp ơi, mình có phải về công ty mà. Về muộn một chút thì có sao đâu. Chẳng may kẻ xấu chưa từ bỏ ý định. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Con gái con đứa đi ra ngoài đường ăn mặc váy vóc thì ngắn như thế. Đây là đang cố tình mời chào kẻ háo sắc. Chứ mà vô tình cái gì. Em có ăn mặc hở hang đâu chị. Độ dài váy thế này là bình thường mà. Trời nóng, chả nhẽ cứ phải quần áo kín mít thì mới được à? Tôi đang có ý tốt nhắc nhở cô, mà cô còn chả treo như thế à? Đúng là làm ơn mắt quá. Ok, cô ấy là nạn nhân, sao cô lại chỉ trích cô ấy như thế? Thì em cũng chỉ nói sự thật thôi ạ. Không có lửa thì làm sao mà có khói. Con gái ra đường ấy, cứ hớ hênh. May ấy là gặp thằng này nó chỉ theo dõi. Chứ mà gặp mấy thằng ấy, nó bắt cóc nó hiếp dâm ấy, lúc đấy khóc ấy, chả xin ai được. Cùng là phụ nữ với nhau mà chị lại có thể nói ra những lời như thế được à? Hình như là cô đang nhầm lẫn gì ở đây. Theo đuổi cái đẹp là quyền của mỗi người. Cô ấy không sai. Người sai ở đây là những kẻ quấy rối. Và hơn nữa, cùng là con người với nhau, ai cũng đều có quyền tự chủ. Tư tưởng của cô như vậy tức là đang đánh giá thấp đàn ông tốt chúng tôi, và tạo cơ hội cho những kẻ xấu có lý do để hành động. Và mang tư tưởng như vậy tức là đang đánh mất quyền của bản thân đấy. Dạ vâng. Để tôi đưa cô về. Thôi, nhà em ngay gần đây. Em cảm ơn anh chị ạ. Là chị à? Với ai cái gì? Làm như tôi với cô thân nhau lắm ý. Chị là người tuyển nhân sự à? Đúng rồi. Nhưng mà có việc gì? Hôm nay em đến đây để phỏng vấn, nhưng mà vừa đến nơi thì lại được thông báo là không đủ yêu cầu, khi mà chưa có ai hỏi han phỏng vấn gì em cả. Em thắc mắc là nếu như em đã không đạt yêu cầu ngay từ vòng gửi hồ sơ thì tại sao lại gọi em đến đây làm gì? Mà nếu đã gọi đến rồi thì chưa phỏng vấn đã. Có gì mà thắc mắc à? Bộ phận nhân sự không biết cô là người như nào. Nhìn CV có tí kinh nghiệm thì gọi cô đến. Nhưng mà tiếc cho cô ấy là gặp phải tôi, nên là cô mới không được nhận. Thế chính chị là người không cho em phỏng vấn ạ? Em không hiểu, em làm gì sai chứ? Có gì mà không hiểu. Ở đây chỉ tuyển nhân viên làm việc, chứ không tuyển nhân viên gây thị phi. Cô ăn mặc không đàng hoàng, đến đây để quyến rũ người này người kia. Đến lúc mà xảy ra chuyện ấy, ai là người xử lý? Sao chị lại có thể đánh giá người khác một cách phiến diện như thế khi chưa hiểu gì về họ? Hôm nay em đến đây ăn mặc rất đàng hoàng và tự cảm thấy mình không làm gì trái quy tắc. Chuyện hôm nọ cũng không phải lỗi của em. Nếu như chị không nhận em vì năng lực của em không tốt thì em sẵn sàng rời đi vui vẻ, coi như là học hỏi kinh nghiệm. Nhưng đây chị lại xúc phạm, đánh trượt em chỉ vì một cái lỗi không phải của em. Không phục thì cô định làm gì tôi? Cô định ăn vạ ở đây chắc? Ở đây tôi làm chủ, tôi nói một là một, hai là hai. Cô vẫn chưa hiểu à? Mau cút khỏi đây đi. Xin lỗi, cô có sao không? Không sao, là lỗi của tôi. Là cô à? Nhưng mà cô làm sao vậy? Không được tuyển nên buồn hả? Dạ, anh chào gọi em. Sao cô lại ở đây? Tôi đã xem CV của cô ấy và đã phỏng vấn lại. Và tôi thấy Linh có đủ tiêu chí và điều kiện mà công ty mình yêu cầu. Cho nên tôi quyết định sẽ cho cô ấy một cơ hội được làm việc tại công ty. Còn ở phần cô, tôi nghĩ là quan điểm sống của mỗi người là khác nhau, cho nên tôi cũng không can thiệp. Nhưng tôi nhắc nhở cô nên xem lại hành vi của mình. Phải tuân thủ quy tắc tuyển dụng của công ty. Không được tự ý tuyển dụng hay loại ứng viên dựa trên cảm xúc của bản thân. Cô nhớ chưa? Dạ vâng, tôi giúp mình hiểu. Hai cô ra ngoài đi. Công nhận là tôi cũng đánh giá thấp cô thật đấy. Mới có 2 lần thôi mà cô cũng đã quyến rũ được sếp được hả? Mai sau có cái ô to như thế chắc là chả ai dám động vào cô đâu nhỉ. Tôi phỏng vấn đàng hoàng mới được nhận vào, chứ chẳng quyến rũ ai cả. Chị bớt xúc phạm người khác đi. Khẩu nghiệp nhiều
có ngày bị nghiệp quật đấy. Đổ trà xanh cho chết. Thế rốt cuộc là cô biết cái gì? Bản thân cô không nắm rõ sản phẩm thì còn đòi bán cho ai nữa? Có chuyện gì vậy anh? Nhân viên của tôi làm gì có lỗi với anh ạ? Anh bình tĩnh, ngồi xuống rồi chúng ta cùng giải quyết. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh làm sao được? Nhân viên của anh đến muộn, bắt tôi chờ gần nửa tiếng đồng hồ. Đã thế, người thì nồng nặc mùi rượu, tinh thần thì không tỉnh táo. Hỏi đến kế hoạch gì thì cũng ấp áp úng, hỏi đến sản phẩm nào cũng vua, không biết gì cả. Nếu như không muốn hợp tác nữa ấy, thì cứ nói thẳng cho tôi biết, đừng có làm tốn thời gian của cả hai bên. Rất xin lỗi anh, nhân viên của tôi hôm nay sức khỏe không được tốt cho nên đã gây phiền phức đến anh. Anh yên tâm đi, tôi sẽ kỷ luật cô ấy thật nghiêm. Mong là anh sẽ nể mặt cả hai bên công ty đã hợp tác lâu năm mà bỏ qua và cho chúng tôi một cơ hội thứ hai. Tôi sẽ cho một nhân viên khác giới thiệu sản phẩm cho anh. Anh ơi, em mời anh đi về phía bên này. Em sẽ trực tiếp đưa anh xem mẫu sản phẩm và giới thiệu về từng bộ phận cho anh ạ. Em mời anh ạ. Mời anh. Cô về nhà nghỉ ngơi cho tỉnh rượu đi. Chiều đến gặp tôi. Tỉnh táo thôi chứ. Dạ, em xin lỗi ạ. Tại hôm qua em có ham vui quá nên là... Tôi không quan tâm đến cuộc sống cá nhân của cô. Nhưng mà cô đã gây ra một lỗi rất nặng trong công việc, ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Và thời gian gần đây, tôi đã nghe rất nhiều phản ánh về tác phong không chuyên nghiệp, hời hợt với khách hàng của cô. Nếu như cô không thay đổi, tôi e là cô sẽ không thể tồn tại trong cái ngành này. Chứ đừng nói gì đến là ở trong công ty của tôi. Em xin lỗi ạ. Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi à? Cô phải nhận ra lỗi sai để mà còn thay đổi. Lần này tôi sẽ trừ nửa lương của cô. Còn nếu như có lần sau ấy, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Anh cứ yên tâm ạ. Lần này cô nghĩ là khách hàng sẽ cho cô một cơ hội thứ hai như tôi à? Anh Sang nhất quyết muốn làm việc với Linh. Anh ấy nói nếu như mà còn để một nhân viên như cô ra tiếp anh ấy sẽ hủy hợp đồng ngay lập tức. Nhưng mà Linh ấy hả? Có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Ra ngoài đi. Chị làm cái gì đấy? Phải cẩn thận chứ. Tôi không thích cẩn thận đấy. Tôi cố tình đấy thì làm sao? Tôi thấy năng lực trèo kéo đàn ông ngũ cộ cũng cao mà. Ướt có một tí giấy, việc gì phải cuống cuồng lên như thế. Chị nói cái gì cơ? Ai trèo kéo đàn ông? Lại ai trèo kéo đàn ông à? Mới có 2 ngày mà đã vừa trèo kéo được cả sếp lẫn cả khách của sếp. Năng lực của cô cũng cao phết nhở. Cái thời gian chị ghen tị, đi nói xấu người khác, thì lúc đấy tôi không ngừng nỗ lực cố gắng, nên sếp và khách hàng mới đứng về phía tôi. Chó cứ sủa, còn đàn người cứ đi. Chị không làm ảnh hưởng đến tôi được đâu. Tôi thấy kế hoạch này rất tốt, có thể triển khai được ngay trong hôm nay. Dạ. Công ty các người làm ăn đến kiểu gì đây? Hả? Sao lại không giữ chữ tín? Có chuyện gì vậy anh Sang? Công ty đối thủ đã sử dụng cái chiến thuật marketing mà như chúng ta đã bằng bạc. Các người định chơi tôi đúng không? Định để cho công ty tôi mang tiếng là bắt trước còn đúng không? Anh bình tĩnh. Hình như có gì đó nhầm lẫn rồi đấy. Nhầm lẫn thế nào được? Anh lên mạng mà xem, các sản phẩm của họ đang được PR trên các trang tin điện tử đấy. Sao lại như thế được? Cô Linh, thế này là thế nào? Tại sao lại có sự trùng hợp như thế này được? Em cũng không biết nữa. Chắc chắn có người tiết lộ thông tin. Nhưng kế hoạch này là do cô phụ trách. Tôi tin tưởng cô, cho nên tôi mới chỉ xem qua ý tưởng ban đầu. Tôi còn chưa kịp xem kế hoạch chi tiết. Thôi được rồi, tôi không cần biết là ai đã tung cái thông tin này ra. Thế nhưng mà 3 hôm nữa là sản phẩm của tôi được đưa ra thị trường rồi. Các người bây giờ tính thế nào đây? Anh yên tâm, em lúc nào cũng có phương án B dự phòng những trường hợp xấu nhất. Các anh cho em 10 phút, em sẽ trình bày kế hoạch mới ạ. Mời anh. Em lo liệu được chứ?
Anh hãy tin ở em. Tốt lắm. Kế hoạch lần này còn tốt hơn cả kế hoạch lần trước nữa. Cô Linh, nếu như cô có ý định chuyển công ty thì chỗ chúng tôi luôn luôn sẵn lòng. Ấy, tôi vẫn còn đang đứng đây mà anh lại cướp người trắng trợn như thế hả? Thế thôi, tôi về trước nhá. Lần này phải không được để xảy ra sai sót gì đâu đấy. Chắc chắn rồi, cảm ơn anh. Em chào anh ạ. Em nói tốt lắm, còn hơn cả những gì mà anh đang mong đợi. Em yên tâm đi, xong đợt này anh sẽ có thưởng cho em. Em cảm ơn ạ. Xem cô còn có kế hoạch C cái hành B không nhá. Sếp ạ? Sao sếp vẫn còn ở đây ạ? Nếu tôi về rồi thì làm sao biết được hành vi của cô? Thật không ngờ, chị không chỉ có cái mồm độc địa mà thủ đoạn cũng còn hèn hạ như vậy đấy. Nếu như chị ghét tôi thì cũng phải nghĩ đến công ty nữa chứ. Bản thân năng lực không đủ, không những không cố gắng rèn giũa mà lại còn ghen tị rồi hãm hại người khác. Sếp ơi, em lỡ cho giải lần này, dù sao thì công ty cũng chưa tổn thất gì ạ. Chưa tổn thất gì ạ? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Nếu như không nhờ cô Linh có kế hoạch dự phòng ấy, uy tín, danh tiếng và tiền bạc của công ty sẽ tổn thất biết bao nhiêu cô có biết không? Anh ơi, em biết lỗi của em rồi ạ. Anh ơi, anh tha cho em ạ. Tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi, đừng chỉ biết xin lỗi, mãi thay đổi đi. Nhưng mà không ngờ cô lại thay đổi theo chiều hướng thế này. Tôi thực sự rất thất vọng về cô. Cô Linh, gọi công an đi. Phải bắt tay dây tận trán như thế này thì mới không còn được chối cãi nữa. Vâng ạ. Sếp ơi, em biết lỗi của em rồi. Anh ơi, anh tha lỗi cho em với ạ. Làm sai thì sẽ phải trả giá, không ai thoát được tội đâu. Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội rồi, nhưng sự thực chứng minh cô chỉ càng sa đà thêm thôi. Cuối cùng, hại người thành hại mình. Công an đang trên đường đến rồi ạ. Chào anh, em là Linh, nhân viên của Viva Vivu. Giám đốc Hải đúng là vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, quả như lời đồn. Sẩm ngượng mồm thế nhở, tên giám đốc Sang đáng ghét. Cố tình trả thù mình chuyện hôm trước, hắn dê mình bị mình làm cho một trận đấy mà. Làm thế nào để tên tổng tài đáng ghét đó ký hợp đồng đây? Nghe nói là tài phiệt đời thứ ba hãm, khó tính lắm. Ôi, ai cứu vớt sự nghiệp của tôi đây? Chào anh. Không được, anh ta mà biết mình tới đây chắc chắn sẽ mách với tên tổng tài hắc ám đó. Cô tới đây làm gì? Tôi tới để tìm tổng giám đốc của anh để ký hợp đồng. Cô đến tìm tôi hả? Chẳng lẽ anh là tổng giám đốc của Hay Online á? Chính xác, tôi chính là tên tổng tài đáng ghét mà cô nói đây. Thôi xong rồi Linh ơi. Không ký được hợp đồng á? À?
đã nói với cô như thế nào rồi. Nếu như lần này ấy, cô không ký được hợp đồng với cả hai online ấy, thì 2 tháng thử việc của cô á, coi như mất. Mau dọn đồ ra khỏi công ty đi. Nhưng mà thưa giám đốc, em không phục ạ. Anh biết thừa là tổng giám đốc hay online rất là khó tính. Vậy mà anh lại giao việc đó cho nhân viên mới như em là sao ạ? Cô không phục á? Đúng vậy ạ. Anh làm như thế là dùng việc công trả thù riêng đấy ạ. Cô dám ăn nói với sếp mình như thế à? À! Cút! Cút ngay! Người phải cút khỏi công ty này chính là anh đây, giám đốc Sang ạ. Tổng giám đốc Phương, anh nói thế là có ý gì ạ? Dạ, alo sếp ạ. Sếp nói cái gì cơ? Công ty chúng ta bắt buộc phải bán lại cho công ty hay online ạ? Alo, sếp ơi, sếp! Tổng giám đốc Phương lợi dụng chức vụ điền thủ, công quỹ và tài sản riêng, bắt nạt nhân viên cấp dưới và sàm sỡ nhân viên khác giới. Từng đấy lý do, từng đấy thông tin đã đủ để tôi đuổi anh ra khỏi vị trí giám đốc của công ty này chứ? Tổng giám đốc Phương, anh... Còn cô, từ hôm nay trở đi, cô sẽ là nhân viên của công ty với vai trò thư ký của tổng giám đốc. Tôi á? Tôi là thư ký tổng giám đốc vậy ạ? Hay là cô chê? Không ạ, tôi rất muốn. Cảm ơn anh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ... Thư ký Linh, rốt cuộc có phải là cô sinh vào giờ vụng về hay không ạ? Em xin lỗi sếp, là do em sẽ cẩn thận hơn ạ. Mở cửa. Thư ký Linh! Sếp ơi sếp. Thư ký Linh, tránh xa tôi ra. Sếp ơi, thực sự là em cảm thấy rất có lỗi với sếp, nên là em đến đây để xin lỗi. Với cả xem vết thương của sếp có cần băng bó thuốc thang gì không ạ? Thôi, tôi xin cô. Đừng làm thế, tôi xin cô đấy. Sếp yên tâm đi, em bị thương suốt nên mấy việc này em thạo lắm. Thôi, chứ để yên thế nào. Tôi không cần, tôi đã bảo. Em đã bảo không sao mà. Chuyện gì thế này? Nghe nói là hôn thê của tổng giám đốc đây. Chả trách sao lại xinh đẹp và quyến rũ thế. Tôi nhìn nàng mà mê mẩn luôn. Tim con đau quá. Ly, ở đây là công ty đấy. Không, em không muốn có cô gái nào khác có cơ hội đến gần anh ngoài em. Em thật là, anh đã nói với em rồi, chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè. Còn việc hôn nhân, đấy là chuyện của người lớn, không liên quan gì đến anh. Anh Phương, nhưng mà em yêu anh. Nếu như mà em còn cố tình một lần nữa, anh chắc chắn sẽ không nhìn mặt em đâu. Anh Phương. Cô
Vâng thưa sếp. Tại sao em lại tránh mặt anh chứ? Đâu có đâu ạ. Em đang đứng đây chờ sếp mà. Linh, là bạn gái của anh nhá. Anh thích em. Anh đã không thể nào kiểm soát được trái tim mình nữa rồi. Anh ta có vợ sắp cưới rồi, nhưng đã khiến mình bị cuốn vào anh ta. Suýt chút nữa thì mình đã bị anh ta lừa. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra. Sếp, em không thể. Tại sao chứ? Em không thích tôi. Em rất ngưỡng mộ sếp, nhưng chỉ với tư cách là nhân viên và sếp, chứ không hề có ý gì cả. Mong sếp đừng hiểu nhầm, chứ không em cũng khó xử lắm. Em xin phép. Chính cô ta là người đã khiến cho mình mất tất cả. Khốn kiếp. Mày nhá, tao mà không lấy được mạng của mày ấy, thì tao sẽ không phải là tao nữa. Sao anh ta lại đi theo mình thế nhỉ? Anh Vương, có ai không? Cứu với, có ai không? Bắt lấy kẻ giết người. Anh Vương, anh tỉnh lại đi. Em xin anh đấy. Tại sao anh lại ngốc nghếch như thế chứ? Tại sao anh lại liều mạng cứu em chứ? Tại sao ông trời lại bất công như thế? Em còn nhiều chuyện chưa nói với anh mà. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Em nguyện làm tất cả, chỉ cần anh không làm sao hết. Anh Vương, anh tỉnh lại đi mà. Anh Vương ơi, anh Vương. Làm cái gì mà bù lo lên thế hả? Làm anh không nhịn được cười cho đến này. À mà em yêu anh là thật lòng hay là đùa đấy? Nói lại xem nào. Anh lừa em. Đáng ghét. Anh có biết em lo như thế nào không hả? Đừng có lừa em nữa. Em không tin đâu. Anh đau thật đấy à? Em xin lỗi nhá. Chỉ cần có em bên cạnh thì anh không sao hết.